and stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline. Rồi, chào anh em đến với kênh của mình ha. Mình là Mía đây. Thì sau khoảng thời gian mà chờ đợi game ra mắt á, thì có nhiều bạn đã đào bản chung, nhưng mà cái ngôn ngữ của nó thì toàn là tiếng Trung Quốc không à, nên anh em cũng mò mẫm rồi rồi tập làm quen với trải nghiệm game, tập làm quen với mấy cái trang bị. Nhưng mà cái thông số với lại cái ngôn ngữ của nó mình nhìn mình cũng khó hiểu ha, mình mò hoài mà nó không biết trang bị nó lên nó là cộng chỉ số gì. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cách mà tự mình dịch cái mấy cái ngôn ngữ đó ra luôn nha các bạn, dịch cái ngôn ngữ đó ra để cho anh em trải nghiệm dễ hơn ha. Thì đây mình giờ vô game rồi nè. Thì trước tiên thì mình vô trang bị trước đi, rồi mình làm sơ qua để anh em xem thử coi, rồi tự mình làm luôn ha, không có cần không cần phải phụ thuộc vào ai hết ha. Rồi ví dụ như vô con này đi, ngộ không nè. Rồi game hình ảnh đẹp ghê các anh em ơi, nó cưỡi mây đồ ha. Rồi bây giờ mình vào trang bị đi ha, trang bị của mình vào shop thì trang bị nó nằm ở bên phải nè, góc phải nè, ở trên nè. Rồi mình vô trang bị mình xem đi ha. Đây, đây là trang bị AD nè, trang bị lên AD nè. Đây là hình như trang bị app nè. Rồi cái này là tăng nè. Đó, bên này là giày. Trời giày nhiều ghê ta. Quá trời loại giày luôn. 1, 2, 3, 4. Quá trời luôn. 9 loại giày. Còn bên này hình như là cái này là đồ đi rừng với lại mấy cái phụ trợ cắm mắt đồ ha. Đó, đồ đi rừng nè, mấy cái này đồ đi rừng nè. Rồi. Đèn tiếng tàu không à, nên mình khó có thể mà biết được. Đó, chỉ số nó cộng cái gì nè. Đó, quá trời tiếng tàu không, này tốc độ như 30% nè. Đó. Rồi ok, thì vô thẳng vấn đề luôn. Thì mình thấy cái trang bị, tất cả mấy cái trang bị này thì nó toàn tiếng tàu không đúng không? Rồi ok, thì bây giờ mình vào một cái trang bị nào đó ha. Đây, các bạn thì biết chức năng chụp màn hình của điện thoại mình rồi cái gì. Đây bây giờ mình làm thao tác sơ qua luôn nè. Rồi bây giờ mình chụp màn hình, mình lấy cái hình ảnh nó đi. Rồi ok, chụp màn hình rồi nè. Mình thì xài iPhone nha các bạn. Đó. Rồi ra ngoài. Đây mình dùng cái app dịch bằng hình ảnh luôn nha các bạn. Đây app của mình đây. Tí hồi nữa mình sẽ hướng dẫn cách đào app ha. Rồi lúc vào app thì nó sẽ hiện như thế này. Đó, các bạn bấm lúc đầu thì nó hiện tiếng Anh ha. Các bạn hãy tìm đây, lúc đầu nó hiện tiếng Anh nè. Đó vậy nè. Các bạn bấm ở trên đây nó sẽ sổ ra một dàn tiếng. Thì mình bấm tiếng Trung đi ha. Mình bấm tiếng Trung dịch qua tiếng Việt ha. Đó rồi, nó đã qua tiếng Trung rồi nè. Rồi cái nếu muốn lấy cái hình ảnh mà để mình dịch chữ á, hồi nãy mình đã chụp rồi đúng không? Rồi bây giờ mình vào máy ảnh nè, ở dưới góc nè. Rồi ở dưới góc trái dưới đây mình vào bộ sưu tập ha. Cái này thì nó có chức năng chụp ảnh nữa nha các bạn. Đó, chụp ảnh nữa thì chụp ảnh này thì mình có một cái điện thoại, mình chụp cái ảnh đó rồi mình quét thôi. Còn bây giờ mình đã có cái hình ảnh sẵn rồi thì mình vào cái thư viện của mình đi, thư viện ảnh đi. Rồi chọn ảnh này, cái ảnh hồi nãy nè. Đó, cái ảnh hồi nãy mình mới chụp nè. Rồi cách mà để mà dịch chữ á, thì các bạn bôi đen lấy ngón tay của mình, bôi đen tới chỗ nào thì nó sẽ dịch từ đó. Rồi mình bôi đen cái tên trang bị luôn. Đây mình bôi nè, đó rồi bôi xuống hết tất cả cái đây luôn. Mình bôi chỗ nào là nó sẽ dịch chỗ đó cho các bạn ha. Rồi ok, bôi hết rồi đấy. Rồi thả ra. Rồi ra đó, nó dịch cho các bạn rồi nè. Đó, bấm vào cái mũi tên màu xanh trên này nè. Đó, nó sẽ dịch ra một nùi luôn nè. Rồi nè. Đó, đây cái màu xanh dưới đây là nó đã dịch rồi nha các bạn. Rồi mình bấm tiếng Việt cho chị Google. Chị Google nó đọc cho các bạn nghe luôn ha. Khỏi đọc chi sớm rồi. Rồi giảm 10% là mát tối đa 40%, sáng kiến duy nhất. Game
quan sát thương vật lý tương đương 100% các đòn tấn công của chính nó vào tất cả các mục tiêu trong 450 xung quanh. Như sát thương lên hướng địch tăng 25%, tốc độ di chuyển kéo dài 2,5, chỉ thụ động và nhanh chóng. Tăng 4% tốc độ mỗi giây khi không gây sát thương trong 3 giây và lên tới 12% sau 3 giây. Rồi, cái phần app này á, thì nó là Google dịch luôn nha các bạn, nhưng mà nó tích hợp và mình chụp ảnh rồi mình bôi chỗ nào thì nó sẽ dịch chỗ đó. Dịch thì nó cũng không xét nghĩa lắm đâu, nhưng mà nếu ra chỉ số và những dòng này thì mình có thể mình chơi rồi mình sẽ đoán được cái trang bị đó nó cộng như thế nào ha. Như đây là quá đủ rồi nè, đó, tấn công cộng tấn công rồi phần trăm giảm 10% rồi tùm lum hết nè. Rồi bây giờ mình sẽ dịch một cái trang bị khác ha. Vào game lại đi. Rồi. Rồi, bây giờ mình dịch cái đào này đi. Ui, đào này ngắn quá vậy. Rồi, kệ dịch luôn. Rồi bây giờ mình chụp màn hình ha. Rồi dịch cái dòng màu vàng ở dưới là cái gì đã? Coi coi. Rồi ok, giờ vào dịch nè. Bấm vào máy ảnh lại nè. Rồi, bấm vào bộ sưu tập. Đây, cái hình này hồi nãy mình mới chụp đây. Rồi, để cho nó quét một xíu ra. Rồi, bây giờ mình bôi đen ha. Mình bôi bôi hết. Chỗ nào cần dịch bôi hết. Rồi. Dao xương hả? À, nó dịch là dao xương nha các bạn. Rồi, bấm ra luôn. Đây. Bấm chỉ Google đọc luôn. Tấn công cộng 30, tốc độ tấn công 15%, 3 cả dòng vật lý chỉ bị động. Tấn công bình thường với đơn vị mục tiêu hiện tại có giá trị máu 5%. Đó, dịch cỡ này thôi là các bạn hiểu cái trang bị đó cộng cái dòng gì và chức năng gì rồi ha. Rất là tiện lợi ha. Đó, thôi bây giờ mình qua bên trang bị app đi. Đây, app đây. Này, vậy đây dịch cái đầu tiên luôn. Này, bí kíp gì đây nè. Rồi, cái này chắc cộng thời gian hồi chiêu rồi. Đó. Rồi, ra dịch luôn. Này, rất là tiện ha các bạn có thể tự dịch cho mình luôn ha. Tự làm, tự dịch luôn. Nếu chat của các bạn mà tướng của các bạn mà lên cái trang bị đó đó, mà các bạn không biết chức năng là gì hết, thì có thể mình sẽ dịch ra hết tất cả trang bị đó, rồi mình chọn một set trang bị nào mà phù hợp với tướng của mình đánh ha. Trước mắt thì chơi bạn trải nghiệm bên Trung Quốc này đi, rồi mình trong thời gian đó mình đợi game về ha. Mấy ông AD chắc cũng gấp rút lắm này, nên đừng có hối mấy ông tội nghiệp. Rồi bây giờ mình dịch cái trang bị mình mới chụp đi. Này, trang bị app nè, đầu tiên nè. Rồi bôi đen hết nè. Bôi đen cái dòng bên này nha các bạn. Các bạn muốn dịch cái dòng nào thì bôi đen dòng đó ha. Đó, tên trang bị nè, ở bên trái bên phải nè. Quá trời nè. Rồi. Rồi bây giờ cho chị Google đọc đi. Phép thuật 20%, thời gian hồi chiêu 40%, chỉ bị động tăng sát thương. Phép của đòn tấn công bình thường tiếp theo với đòn tấn công bình thường tiếp theo 75 cộng 50 sức mạnh. Phép thuật hiệu quả là 3 giây. Đó, cái này là đòn đánh khi mình chơi phép thì đòn đánh của mình kèm theo đam áp ha. Rồi hiệu ứng của nó là gây slow nha các bạn. Đó, rất là chi tiết ha. Cũng gần xét nghĩa luôn nha các bạn. Đó, thì mình thấy dịch này thì cũng gần xét nghĩa đó. Rất là tiện lợi cho anh em trải nghiệm bản bên chung này ha. Này bị rào cản ngôn ngữ cao quá. Rồi, dịch thêm cái... dịch qua giờ mình qua dịch tạ giáp đi ha. Đây giáp đây, ôi cái trống nè. Dịch cái món này mắc mắc đi. 2008 nè. Rồi dịch cái giáp lửa này đi ha. Rồi chụp màn hình. Đây dịch Google dịch, bấm máy ảnh. Rồi bấm xuống cái bộ sưu tập. Rồi mấy cái tấm hình này nè. Rồi để cho quét đi. Đó, mình muốn dịch chỗ nào thì mình quét cái đó nha các bạn. Thì mình kéo bôi đen luôn cái tên luôn. Bôi đen luôn cái tên để mà coi coi nó chuẩn bị nó đặt là cái gì.
Ngọn lửa mềm gì, ngọn lửa mềm giác hả? Rồi đọc đi chị Google ơi. Mềm cộng 500 giới hạn, máu cộng 30 áo giáp, tốc độ hồi phục 10 giây, 1 giây chỉ bị độc đối với tất cả các đơn vị địch khoảng 300 phạm vi mỗi giây, 15 cộng cấp sao 3 sát thương phép, tăng gấp đôi sát thương gây ra cho người lính. À, dịch này cũng không sát nghĩa lắm, thì tức là nó trong 300 phạm vi thì sẽ gây sát thương 15 cộng với cấp của mình ha. Nó này giống giáp lửa này các bạn, giống EC giáp lửa luôn, này như giáp lửa nè. Đây để mình đây 2009 nè, ôi cha, đây chắc giáp thiên thần rồi. Đây mình dịch cái giáp băng này đi ha, 2009 nè, thử coi ra cái gì, nói gì. Nhìn dòng quá ta. Rồi, bôi hết. Rồi, hết chưa? Rồi, hết rồi. Rồi, đọc luôn. Đà, có nhiều từ cooldown nè. Cooldown này thì là thời gian hồi chiêu các bạn. Đó, chiêu vô dịch thì chưa có xác lắm nha. Cộng 80 điểm giáp, cộng 10% giảm nhiệt, tối đa 40%, chỉ có hào quang tự động, giảm tất cả 15 điểm của kẻ địch trong phạm vi 1.000, tốc độ tấn công chỉ thụ động, sức khỏe bản thân thấp ở mức 35%. Nó có thể liên tục giảm tốc độ di chuyển của 20% tất cả các đơn vị quân địch trong phạm vi 550 xung quanh. À, cái giáp này thì cho mình nghĩ là chỉ vô dịch là giảm tốc độ đánh với lại tốc độ chạy ha. Đó, tốc độ chạy của 20% của tất cả địch xung quanh nè. Đó, giáp này là giáp giảm tốc độ chạy ha. Đó, chỉ vô dịch nôm na là vậy đó. Cái này gì đây? Rồi bên giày đi nè, mình thấy cái giày này đẹp nè, bị lửa nè. Dịch cái giày này luôn. Đó, các bạn chụp màn hình xong ra bấm thôi, ra bấm rồi tự chỉ vô dịch thôi cho mình nghe thôi. Đó, đọc thì đọc, còn ho làm biến đọc thì bấm cho chị Google đọc ha. Rồi, nhiều dòng quá nè, nội tại quá trời luôn nè. Đó, rất là tiện lợi cho các bạn trải nghiệm game ha. Hết chưa? Rồi. Tangia Boost cộng 25 điểm giáp, chỉ bị động rồi, tăng cường di động, tốc độ di chuyển cộng 45 điểm, đạn thụ động 3 duy nhất, không chịu hoặc gây ra bất kỳ thiệt hại tấn công nào, tăng tốc độ di chuyển mỗi giây và đạt tối đa 21 lần nâng trong 3 giây. Sát thương thụ động duy nhất cho mỗi phép thuật giảm 10%. Đó, đây thì nó chi tiết hơn các bạn. Cộng 25 điểm giáp nè, rồi 7 tốc độ di chuyển trong 2 tăng 21 nè, sau 3 giây nè, giảm 10% sát thương phép vào người mình nè. Đó. Đó, này rất là tiện lợi ha các bạn. Đây, đồ thì quá trời luôn nè. Đó, mình không có thể nào mà mình biết được. Ai không biết tiếng Trung Quốc thì không thể nào mà biết được ha. Đó, này thì mình chụp màn hình xong mình quét rất là tiện lợi, bất kể cái trang bị nào mình muốn nó mình muốn cái mình biết nó cộng cái gì thì mình có thể chụp rồi mình tải app ha. Rồi quên ha, bây giờ mình hướng dẫn các bạn tải app cái dịch này luôn nè. Cái này trên mình xài iPhone thì mình lên App Store ha, các bạn xài Android thì có thể lên CH Play ha. Rồi lên tìm kiếm nè, bấm chữ dịch thôi, bấm chữ dịch là ra. Đó, đây bấm chữ dịch là ra nè. Mình down rồi thì nó hiện chữ mở, còn mà bạn nào chưa down thì nó sẽ hiện chữ cài đặt ha. Đây chữ mở đây nè, cái bấm chữ dịch là ra luôn nha các bạn, rất là tiện lợi ha, dễ ha. Đó, nó hiện trên đầu nè, bấm chữ dịch là ra thôi, rất là nhẹ ha. Cái app này rất là nhẹ, rất là tiện lợi. Mình xài ở ngoài game, ra ngoài game luôn cũng được.
tất cả các game mà đang tiếng Trung rồi đó, mình xài ra ngoài luôn cũng được. Mình chụp ở này có chức năng là chụp màn hình luôn nha các bạn, không có cái này là mình chụp màn hình của mình mà mình tích ra ngoài, còn cái này là phẩm vào máy ảnh thì có đây chụp màn hình luôn đây. Nếu mình chụp cái đoạn văn bản tiếng Trung rồi đó thì mình chụp rồi mình kéo cũng y chang như là mình chọn cái bộ sưu tập ha. Rồi thì kênh của mình có cái có cách đào bản tiếng Trung cho Android và iOS ha các bạn. Ai quan tâm thì có thể click vào phần miêu tả ha, mình để link bên dưới ha. Rồi có một nhóm chat anh em ba miền á, mình cũng để link bên dưới luôn anh. Các bạn thấy hay thì thấy thú vị thì vào nhóm chat để chat em với anh em cho vui ha. Rồi thôi, nếu mà trải nghiệm như thế này thì rất là đơn giản cho các bạn mới chơi ha, như mình luôn ha, mình cũng mới chơi luôn nè. Đó, không hiểu trang bị gì thì mình có thể dịch ha, không có phụ thuộc vào ai mà tự, không có phụ thuộc vào ai ha, tự mình làm luôn rất là dễ. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì nhấn like, subscribe, theo dõi kênh của mình ha, và chia sẻ video này rộng rãi cho các bạn, cho anh em ở trên group có thể trải nghiệm cho mình, có thể trải nghiệm game một cách rất là dễ dàng ha, với cái app dịch này. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi nha.